Andrada là người cầm DK và Siêu Universe là người cầm Sun King. Vâng, còn tín hiệu đánh nhau rồi. Một tín hiệu vâng có nước chuẩn đến từ cùng cà và úp xuống đến từ đen tròi. Vâng, chưa có tín hiệu nhất nhau trong điểm này. Vâng, còn đang chưa có ai bắt phước cả. Vâng, DK rất có thể sẽ ngửa. Vâng, như vậy là đồng đội không bách được. Vâng, DK là người làm xuống. Một cái phước của lúc này dành cho Alonemau. Chủ động thân được một chút đen. Vâng, bên trên A đang bị dí. Vâng, A sẽ chết thể này. Vâng, có xét đầu. Như vậy là hai câu dành cho Alonemau. Hai con này muốn giết nhau là hơi khó. Vâng, bên trên có tình huống đuổi ngược. Vâng, taxi ở một cái thế gọi là đi offland. Vâng, A cùng với Kuka sẵn sàng nhường mạng cho Dao lên. Vâng, không thèm làm cách gọi là nhiệt tình hết mình. Vâng, quyết định là chọn thờ đàn. Vâng, lồng ra những cái lồng này có lẽ là không có ý nghĩa. Lồng sẽ không có ý nghĩa bằng đến từ A rồi. Quyết định là thịt vực thờ đàn xong, sau đó thì án về. Và Atenada cũng đã không có đảo lan liên tục, không bao giờ giữ lan. Vâng, bên dưới thì có lẽ sẵn thì cũng đã chết rồi. Sẵn chết. Vâng, quay lại bên trên một chút. Vâng, đắc xiên tiếp tục làm xuống. Vâng, trận đấu này cứ thằng nào còn một mình là bị nó ôm cho đét tròi. Vâng, phương máu đến từ đét tròi. Vâng, cái level 6 để cả có level 7. Vâng, với cái việc mà Ezo bây giờ máu nó trâu kháng phép nhiều, còn đề cả nó thêm cái lượng giáp 17 giáp rồi. Kiểu này thì có mà giết đến mùa quýt mới chết. Vâng, mùa quýt mới chết, anh quyết định tăng mắc hồi máu luôn. Tăng mắc 3 và thời gian xuất hiện. Vâng, rất cứng, có lẽ vẫn cứ phải làm. Vâng, bật ra magic rồi. Vâng, sau tan lại thì có lẽ vẫn chết rồi. Cả trụ đam nữa. Vâng, đam mất rất nhiều thời gian, kể cả là trụ cũng là người đam. Vâng, bên trên thì anh chàng Daxia đang hạ giác. Vâng, có vẻ như Terrorblade đang muốn đổi máu. Đổi máu thành công, một tình huống dướn đến từ Terrorblade. Vâng, sốc của anh chàng LA. Vâng, có lẽ là dướn đến từ cả chuẩn rồi. Vâng, Daxia đây gọi là một tình huống tự tay bóp trái Daxia. Vâng, đang tín hiệu chuẩn bị đánh nhau bên trên thì phải. Vâng, trận đấu này nếu mà LA có Envy và cái bút độc đến cho Daxia nó cũng sẽ tác dụng, thể hiện được cái công dụng khá là lớn. Vâng, hai cái độc đến từ hai thanh liền và bây giờ có thể nói đấm đầu vậy. Vâng, ba hit ra như vậy là LA lên được. Bây giờ đến được Daxia, vâng, định sơ đao người vùng qua cả là cả chết trước thời điểm này. Như vậy là chạy về thành công. Vâng, có lẽ là hai support sẽ không đuổi, sau đó biết không muốn đuổi rồi. Không mất thời gian, vâng, đập nước của Kunka. Vâng, ở trong cái trận đấu này chúng ta đã mất cái hiệu ứng của Kunka rồi, nó bị lỗi đổ họa. Vâng, tiếp tục là bút tốc của chạy ra ngoài đến từ Daxia. Vâng, anh muốn quay lại giết A. Vâng, rất cứng đến từ một con Daxia thời điểm này. Vâng, level 7, ammo 8 điểm và DK là người chặn đầu. Còn DK không có mana. Vâng, đây là tác dụng đến từ việc hai giáp mana đến từ Detroit. Vâng, có stun. Vâng, như vậy là cắn magic và stun được. Nhưng mà Daxia vẫn là người chết hát. Bây giờ là quận luôn. Vâng, hai thanh niên này hết sạch mana rồi. Không có gì để gọi là sợ hãi cả. Vâng, cùng cả làm xuống. Vâng, tình huống ra gọi là hóng hơn chuyện đến từ cùng cả. Vâng, không hiểu tại sao lại nó lại phang trên mình nữa. Vâng, bên trên bật cãi. Không có sốc, một tình huống xử lý là hay. Một tình huống xử lý của LA là cũng là hơi bị đau đầu luôn. Của C người đó có lẽ nó sẽ không có quá nhiều tình huống action như của Ice Cup. Vâng, như vậy là thời gian đi trêu nhau cùng với A. Cả hai đều có lẽ một tấm đem đi mắt. Vâng, một tình huống xử lý rất tốt đến từ anh chàng Dragon. Vâng, đằng sau máy bay vừa thả ulti ra để dọa. Vâng, thả ulti để dọa DK. Vâng, đá DK về và Deathjoy xuất hiện sau. Vâng, vả anh chàng A trước. Deathjoy bắn cực kỳ đau và bây giờ là có ulti thời gian được thả ra để cản rồi. Vâng, Deathjoy rất có thể sẽ ngã xuống thời điểm này, ăn được một mạng đến từ A. Vâng, bắn rất đau đến từ Deathjoy. Vâng, chết luôn cả Sun King. Vâng, một con Deathjoy, vâng, một phản ứng quá đẹp. Và double kill dành cho Aron. Vâng, double kill dành cho Kunka. Và bây giờ là ích ngược trở lại, vâng, thả thuyền luôn. Và có lẽ sẽ là cái chip là kill dành cho Kunka. Vâng, xử lý là cực hay. Vâng, vâng, nếu mà mọi người so sánh trong beta của 688 cùng với 683 nó khác lắm. Có nhiều con nó việc đi lan của các hero ở trong phiên bản này nó sẽ khác biệt so với cái map trước. Vâng, bây giờ là có nước đến từ Kunka để cản đường. Con này sẽ không có thuyền, vâng, đá về. Vâng, quyết định là phải giết cho bằng được DK rồi. Vâng, tình huống đến từ Alonemau không phải là tệ, không phải là yếu một chút nào. Một cái đội mà combat có lẽ rất chuẩn chỉ. Vâng, một quả bút động đến từ Deathjoy. Deathjoy đang rất điên cuồng. Vâng, một tình huống sông vàng có nước và ulti trượt đến từ A. Kunka đang ép phải chạy thẳng, thả thuyền để đi đam. Vâng, cố gắng để sống sót thời điểm này nhưng có lẽ là không được. Có lẽ là không thể sống được, vâng, chắc chắn là chết rồi. Vâng, không những thế, bên trên rất có thể A cũng sẽ là người đi theo đồng đội mình. Vâng, bắn rất gian. Ui, nó bắn một con Deathjoy, nó bắn A. Vâng, như kiểu bắn một con Grab vậy. Deathjoy đảm bảo lựa chọn an toàn. Vâng, cùng Katana ra đép nhà. Vâng, như vậy là số lên và úp xuống sẽ là một pha X về. Có lẽ là cùng cả liệu chạy được không? Lồng ra đến từ đợt đàn. Vâng, trong cái map này, trong cái meta này nó có thể nhìn rõ được là skill khi nào hết. Nên là chúng ta có thể ke được combat rất chuẩn và ulti đến Sun King đẹp rồi. Một tình huống ulti quá chuẩn, lép vào 3 người. Vâng, sẽ là 4 người làm xuống chứ không phải là 3. Vâng, thời gian đã chết và bây giờ Daxia được úp xuống đến từ Deathjoy. Daxia vẫn chưa chết và đây cả đang bắn vào Daxia. Đang bắn Daxia sẽ chết rồi. Bây giờ đến được Deathjoy. Deathjoy có lẽ cũng sẽ chết. Vâng, như vậy là máy bay là người ra can.
máy bay ra can. Vâng, Death Troy còn một hit rồi, và Death Troy đã chết rồi. Máy bay xử lý xong được San King, và combat đang nổ ra cực kỳ điên cuồng đến từ hai team. Vâng, cả hai đều đang combat rất cháy máy, và Kunkka vào la liếm tí, và Kunkka sẽ chết. Vâng, chắc chắn là Kunkka chết rồi nhanh. Đây là tình huống bán mạng của Kunkka để cho đồng đội lấy cái mạng của máy bay. Vâng, sẽ cần một trong hai con thôi. Cái kèo Death Troy cùng với Tower Blade là cần, đó là kèo chúng ta rất nhiều là thường gặp rồi. Vâng, bên dưới DK bị ốp chết, DK bị ôm chết mà cần. Vâng, chính vì vậy nên là việc máy bay kèo dưới về lết nó đều chính xác. Bây giờ là lồng lại của Thái Lan. Vâng, có ích của Kunkka rồi. Và bây giờ thuyền, vâng, chúng 4 người, vớ vẩn là chúng 3 người. Và như vậy máy bay được pha lùi ra ngoài thành công. Và pha combo, combo là rất đẹp mắt đến từ Kunkka. Và ulti từ máy bay trong tình huống này, nhưng mỗi tội là không trúng ai. LA sẽ là người xử lý xong LA. Úp độc cho LA, một tình huống, một lựa chọn rất hay đến từ Daxia. Vâng, đây là hai con có thể đi cover nhau khá là tốt. Vâng, tiếp tục sẽ là tình huống ăn trụ. Vâng, ở mid thì có lẽ vẫn là cuộc đối mặt của DK. Không, DK xuống dưới rồi. DK đã xuất hiện bên dưới. Vâng, một cái tan thành công đến từ DK. Và Tower Blade là người thả bóng ra. Vâng, có solo rồi. Bắn rất đau và thời gian chắc chắn phải làm cho thời điểm này. Vâng, DK cùng với Tower Blade nhồi vào người. Một con support thì chắc chắn là chết rồi. Daxia thả ulti bên trong trụ. Và có lẽ anh muốn chạy ra ngoài đều rất khó. Vâng, đường về được khép lại rồi. Không có lối về dành cho Daxia. Vâng, có lẽ một tình huống ăn trụ cũng gọi là khá là hổ báo cáo trồn đến đám. Vâng, một tình huống ăn ngược trụ đến từ team 2 thành công rồi. Và bây giờ là cái ulti đến từ Ran. Vâng, như vậy là Kunkka thả combo vào. Vâng, San King mà hưởng được cái thuyền là có lẽ sẽ không chết. Vâng, vâng, xin lỗi là San King đã chết rồi. Và bây giờ là DK có Alex. Vâng, DK quyết định là lấy mạng của thời gian xong. Vâng, nhưng có lẽ DK cũng đã chết. Một bật magic không, 17 điểm magic kìa. Vâng, anh không bật 17 điểm magic trong người nhưng không bật. Và có lẽ là anh nghĩ là mình sẽ chết rồi. Vâng, DK biết rằng mình sẽ chết rồi. Và anh để magic tick để nhường cho từng combat sau. Phép vào trong combat cũng rất gọi là ghê gớm. Và cả hai con đều không cần tham gia combat nhiều. Các anh chỉ cần... Vâng, trong khi đó là một tình huống ích lại. Vâng, úp xuống không? Không úp. Vâng, bên trên thời gian bị úp skill. Vâng, San King là tình huống mà combo nhồi thẳng thời gian luôn. Có cho mình cái hook đến từ San King. Và nó cứ phi đến trước rồi. Và nó sẽ đóng vai trò làm con tăng cơ. Vâng, bên dưới thì vâng, như vậy là nhồi chết luôn Tower Blade. Vâng, lượng đam đến từ anh chàng Death Troy rất đau nhau. Tôi ngửi đến mùi đánh nhau vụ này. Và Daxia bị nhìn thấy một cái sốc và sẽ là ích. Vâng, sẽ là lượng nhồi đam vào băng và thuyền. Vâng, đủ 1 tỷ cái skill rơi vào mồm thì làm sao sống. Vâng, một AD đi vào. Vâng, anh có biết rằng là có một cái Sanchi ở trên đầu. Vâng, chắc chắn là chết và không kịp làm một cái gì luôn ấy. Vâng, skill 3 có trong người cũng không bật được đến từ LA. Vâng, nó nhồi disable phải gọi là quá khủng khiếp. Và bây giờ Pipe được bật lên dành cho DK. Và như vậy ốp vào DK, DK sẽ chết thời điểm này. Và một tình huống, vâng, bật được magic và quay lại bắn một cái sốc đến từ San King. Và ulti thành công với San King, bật được ám đạn đến từ DK kìa. Và một combat thua ngược đến từ đội hình, đến từ team 1. Và Adamau thua combat này là hơi bị đau luôn. Vâng, thua một combat mà có lẽ là white team. Và một tình huống chết sạch thời điểm này luôn. Và bên dưới có lẽ sẽ lổ ra một tình huống combat tiếp theo. Vâng, như vậy là Tower Blade đã có cho mình cái xa rồi. Và San King bị đá ngược trở về. Thời đang bắt người từ xa là rất chuẩn. Và như vậy San King chắc là chết, chắc chắn là chết. Và Death Troy là người nhẹ nhàng và làm hit cái ăn mạng. Đó là chỉ có hai người bán máu đánh vai trò sắp lâm là toàn diện. Đó chính là Thời Đan cùng A thôi. Chỉ có hai thanh niên này là thọt đồ thôi. Còn đâu có lẽ sẽ là người được lên đồ tiếp. Và smoke của hai team và sẽ pha vào nhau. Và bây giờ là ích lại của Kunkka. Vâng, nhồi vào, thuyền thả vào, ulti đến từ máy bay. Vâng, là bay màu trong một lốt nhạc. Và thuyền thả vào, và như vậy là nhồi chết đam được A rồi. Bây giờ BKB bật lên đến từ anh chàng DK. Vâng, pha cút vào đầu của anh chàng Death Troy đang bị hứng chịu cái ulti của San King. Và úp xuống để lé, xử lý là hay. Nhưng mà anh chàng Daxia đứng trong tay DK. Vâng, như một con crab nó bắn cực kỳ đau. Và đây sẽ là solo kill, và Death Troy bắn cực kỳ đau luôn. Và DK chết luôn trong skill 1 đến từ Death Troy. Vâng, bây giờ San King cũng chết luôn. Vâng, lượng đam đến từ máy bay nó đang nhồi vào người cực kỳ đau luôn. Và tele về đến từ Kunkka có lẽ là hơi, vâng, có lẽ là hơi khó rồi. Bây giờ đã mất cái tele. Vâng, tình huống Death Troy sổ lên. Vâng, Death Troy rất thổ báo tình huống ăn mạng. Một hit cuối cùng. Vâng, cộng cho mình 217 đam trong một hit bắn đến trận đấu mà cái team mà đang ứng cử viên vô địch. Và ứng cử viên vô địch là đúng mẹ rồi, đây là trận chung kết thì cả hai team đều là ứng cử viên vô địch cả. Vâng, có lẽ là không muốn đẹp. Vâng, các anh bỏ rồi, các anh bỏ cái trụ bên trên. Và có vẻ như Death Troy bây giờ đang quá mạnh. Death Troy vào phốc thẳng lên, Kunkka vừa x vào, vừa x được về không? Vâng, có lẽ là x được không? Vâng, không x được, và cái úp đến từ Death Troy cho Kunkka không x về được. Và bây giờ một tình huống kéo về, và Kunkka chết rồi, mổ lốt đi, đợi chờ thứ nữa BKB đến từ máy bay để cancel cái thuyền. Và một tình huống là Kunkka lên bảng, một tình huống x và chạy lên để định cancel crab. Vâng, có lẽ là nghịch hơi dại. Vâng, nghịch ngu là có thật. Và trong khi đó thì Tower Blade bắt đầu xuống núi ở đầy nhà. Tower Blade bắt đầu xuống núi, level 19 đấu với level 20. Vâng, nó bắn máy bay kia, nó bắn máy bay sụt tuyết áp luôn. Vâng, chỉ có một thằng gọi là Demon đến từ anh chàng Tower Blade không có bóng, nó bắn cho máy bay cũng gần vẹo. Vâng, trong khi đó bên trên đang nổ ra combat rất gắt. Vâng, bên trên là DK cùng với lại Death Troy đang bật BKB và đang nhìn nhau.
đang bật BKB nhìn nhau. Một cái tường bóng bắn lan và chết là luôn, là chết trong tình huống mà có lẽ không biết tại sao lại chết. Và anh đi vào và bị bắn lan đến từ DK. Vâng, tình huống mà đang định đỡ dớ vào để mổ ai đó. Vâng, như vậy đã bảo trì thế trận farm đến từ team 2 là thành công rồi. Vâng, quan trọng thời điểm lúc này, vâng, có lẽ máy bay đã có cho mình bất tờ. Vâng, một tình huống nhồi đam vào người của DK. BKB bật lên và phang thẳng mặt U. LA sút máu bắn cực kỳ gắt luôn. Vâng, LA chết trong 4 hit đến từ DK. Vâng, DK đam chỉ khoảng khoảng tầm hơn 200, gần 300 thôi. Nó bắn anh chàng LA chết với quả nhanh cực kỳ luôn. Vâng, bây giờ đá DK về. Vâng, DK còn rất máu thì anh đang invi. Vâng, trong khi đó thì sang kịch Blink để chạy. Vâng, Deathtroy mất BKB rồi. Vâng, một tình huống bị chài mất BKB đến từ Deathtroy. Vâng, bên trên thì LA đã chết. Úp được anh chàng DK xuống, kéo cứu được người hay không? Vâng, có lẽ là không cứu được. Vâng, thuyền vào nhưng mà để giết được vâng, xin bất tử Amleth thành công đến từ DK kìa, nhưng vẫn chết rồi. Lần này thì không thể nào gượng được. Vâng, chỉ bật được rồi sau đó vẫn chết. Được đàm đến từ máy bay cùng với Deathtroy, bây giờ nó đau lắm. Bật được một lần cũng không ăn thua. Vâng, sang kinh đang cú. Vâng, cú chài kéo để cho đối phương không thể nào về. Vâng, tạo một khoảng trống cho Amleth có thể farm được nhà. Vâng, anh đang muốn lấy nhà đối phương và máy bay sẽ cho một cái dọc cắt vào đầu. Vâng, đổi máu Daxia. Đổi máu Daxia. Vâng, đi kèn. Một cái đi kèn đến từ Daxia đánh rất gọi là dị hợp đến từ cái đội hình của Alonimau. Vâng, máy bay lên đi kèn nhưng mà không búp cho mình, búp cho Daxia. Và một tình huống Terrorist bị chài, anh bị lừa cho một quả búp đi kèn đến từ máy bay. Một đi kèn đến từ máy bay búp cho Daxia chứ không phải búp cho mình. Đánh rất khắm lọ và trong khi đó bên trên thì anh chàng Deathtroy đang một mình chống FA. Vâng, đồng đội đã tele về hết. Và một cái úp xuống để cancel về Focus đến từ Sang Kinh. Đánh rất quái đến từ cái đội hình của Alonimau này. Bây giờ thì X lại, vâng, Deathtroy đang một mình chống FA, anh cần hết. Vâng, đéo phải sợ đâu nào cả. Vâng, này thì Kunka với tôi lại một cái sốc lại đến từ Sang Kinh, còn đang chài vào vần. Và Teolet là người buyback. Vâng, buyback đến từ Teolet. Vâng, PKB và quất luôn. Vâng, không có gì sợ. Vâng, có lẽ chết rồi. Vâng, nên sợ thì là vừa. Nên sợ là vừa. Và như vậy là LA cùng với Daxia là người chạy lên để cứu đã quá chậm trễ. Cứu giá không kịp. Và một tình huống cắt đơn. Bất gai chạy ra ngoài đến từ LA. Vâng, có lẽ sẽ thoát rồi. Vâng, DK đã ăn được xong Roshan. Như vậy một cái hồi sinh nằm trong tay của DK. DK lên cho mình Heaven. Vâng, lên mid trận đấu này nó sẽ bay nhà luôn. Bởi vì con Terrorist nó rút nhà nhanh lắm. Nó phá nhà cực kỳ nhanh. Vâng, chỉ cần di chuyển lỗi rồi mà không có tele là sẽ mất len. Không những mất một mà rất hai len là ít. Vâng, gặp nhau cùng với lại Thời Đàn chết rồi. À, chắc là người đổi mạng. Và bây giờ sẽ tình huống solo kill. Vâng, một tình huống tele về đến từ máy bay. Vâng, không như vậy là tele thành công. Và một cái BKB là rất xịn đến từ máy bay. Và Daxia sẽ là người lại. Daxia sẽ chết rồi. Vâng, chạy đâu được. Disable đến từ team 2 nó không phải ít. Đang có rồng và bây giờ xông thẳng lên. LA có lẽ cũng sẽ ngửa lốt. Không có cơ hội để nhấc tay đến từ LA. Vâng, trận đấu này cả hai team nổi đàm nó quá chuẩn. Và một cái ulti đến từ máy bay. Và BKB bật lên đến từ DK. Và xông thẳng vào người của anh chàng Deathtroy. Và có hồi sinh và có vẻ như Alonimau muốn tránh mũi nhọn này rồi. Nó có hồi sinh và như vậy là muốn né, muốn tránh. DK invi và quay ngược trở lại. Vâng, như vậy là Teolet đã xuống dưới để đẩy nhà. Đánh rất quái dị đến từ đội hình của team 2. Và Alonimau sẽ rất mất tay ở này. Vâng, này thì ứng cử viên vô địch của chúng tôi, vâng, đã là quay cho như dế trong trận đấu này rồi. Không biết đép ngày nào đây. Xuống dưới đép nhau và không biết là con nào con thật nữa. Và như vậy là một tình huống đã lộ con thật rồi. Và một phương bóp đái, bóp rồi. Một tình huống úp xuống của đã cho tình huống này là hơi bóp. Vâng, bóng là rất nhiều. Nhưng mà có lẽ là không dám đánh bởi vì nó có những hai cái ly kèm đến từ hai con coi của đối phương. Vâng, nó có là hai cái ly kèm. Vâng, săn kinh vào, bán mạng. Vâng, invi và úp xuống đến từ anh chàng đã tròi đánh rất quái. Vâng, gai tôi, vâng, máy bay là người chạy ra ngoài thành công. BKB bật lên, vâng, Berlin ra ngoài đến Sang Kinh xử lý cực kỳ hay đến từ các thanh niên của hai team. Và bây giờ là Deathtroy bật BKB và chạy về cho an toàn. Vâng, Sang Kinh vẫn đang lẩn vẩn nhà, máy bay đã hết máu. Vâng, DK là người đảo lên trên. DK vẫn còn hồi sinh. Vâng, sẽ ăn cái rocket vào đầu và anh sẽ chết. Anh sẽ chết. Vâng, đang dí lên đến từ các đội hình của Alonimau, mất hồi sinh rồi. Và không có lý do để tha cho cái mạng thứ hai. Vâng, sẽ ôm chết thời điểm này. Một cái sạn chỉ được cắm ra. BKB đến từ DK và bắt invi chạy ra ngoài. Có đớt đến từ LA rồi. Và cầm rất nhiều gọi là đồ chơi để có thể bắt được một con invi. Vâng, nó bổ chết LA luôn. Vâng, lượng máu của DK và gọi cực kỳ trâu. Và bây giờ là X lại. Vâng, X ngày lại vậy. Và như vậy là Kunka của A có lẽ là không cứu được. Không thể cứu được. Và trong khi đó thì anh chàng Sang Kinh đã nhảy vào và máy bay là người chết ngược. Vâng, bây giờ Deathtroy sẽ cân cả team chàng. Vâng, nó bắn chết A rồi. Bây giờ đến là Sang Kinh. Vâng, Deathtroy bắn lâu lắm. Thật sự là cái thời điểm này support muốn giết được con Deathtroy là cần phải cẩn thận. Một pha u xuống và đây sẽ pha quay tìm và sẽ disable nhồi liên tục vào người. X bị mất rồi, này thì X tào này, này thì X này cho 3 hit vào mặt và chết luôn. Vâng, như vậy là Deathtroy lại tiếp tục cân tìm và là cái ultra kill dành cho Deathtroy. Và như vậy là xóa sổ đội hình của đối phương trên bản đồ. Cực kỳ thốn thời điểm này. Trong khi đó Teolet thì tiếp tục là quay trở lại cái lane để giáp nhà.
Vâng, đẩy không. Thực sự trận đấu bắn thì đau, nhưng mà có lẽ là về nhà thì lại hơi khó. Đẹp trời bắn người đầu chứ bắn trụ thì không mất máu mấy. Vâng, trong khi đó LA đang đi theo đầu Blade và phát hiện được con thật rồi, phát hiện được người thật. Đã phát hiện được hero đối phương. Vâng, đẻ bóng ra. Bây giờ đang đợi người đến. Vâng, anh em đâu? Quay đó nào. Tập trung và quay đó. Vâng, thằng đằng sau mới là thằng thật nè. Như vậy Tele về đến từ Devlet và quyết định là cancel với Tele để cho đồng đội đến. Vâng, Deathjoy là người xuất hiện bên trên rồi. Và Devlet chạy không nhanh là chết. Nó đang rất khó chịu và cái Zadean của Devlet đang đốt rất thấm. Vâng, như vậy là Zadean cùng với Sunking cũng gần chết luôn. Vâng, có hack đến từ Deathjoy. Vâng, có lẽ là zip rồi. Có hack đến từ Deathjoy. Vẫn chạy ra ngoài được đến từ Devlet. Vâng, 800 đam, vâng, 800 trăm của cái gì vậy? 800 đam của cái gì rơi vào người Devlet? Vâng, Devlet chắc chắn chết rồi. Ăn cái gấp kép cũng đủ chết. Vâng, làm sao mà né được? Nằm xuống với Teleblade. Vẫn DK có mặt, anh đã câu đủ thời gian để cho đồng đội đến và bắn chết được LA luôn. BKB đến từ máy bay để bật lên. Vâng, như vậy là một tiếng solo đến từ máy bay cùng với DK có lẽ cũng là kéo cân. Vâng, máy bay bây giờ nó rất nhiều đồ, nó có cả bất tờ rồi và giáp cuối đến từ DK rồi. Vâng, hack vào người DK, bắn DK thời điểm này. Vâng, cực kỳ sát và bật được BKB một cái phốc đến từ đồng đội để cứu được con quang của mình. Vâng, quay lại và pha luôn. Vâng, một pha út xuống đến từ Deathjoy, một tiếng huấn thả nước đến từ anh chàng Kuka thì phải. Bây giờ cả hai team đang sổ vào, Deathjoy đang đứng giữa, bị lượng lên và Sunking nhảy vào các ulti thành công với Sunking rồi. Và bắn thẳng vào mặt của Deathjoy điều này, vẫn DK bắn rất gắt. Vâng, DK chết, và tôi đã tưởng là Deathjoy sẽ chết. Và Deathjoy có lẽ cũng sẽ chết luôn. Và như vậy phốc ra ngoài, xử lý cực kỳ tốt đến từ Deathjoy và máy bay mới là người làm lại. Vâng, lồng lại đến từ thời đàn, lồng lại đến từ thời đàn, ulti đến từ máy bay. Vâng, sốc trượt kìa, và phá ích lại và Sunking mới là người chết. Vâng, Deathjoy là không sợ bất cứ nào với cái lượng máu đang là 400 và gigan máu đang khá là trâu đến từ anh chàng Deathjoy. Vâng, buyback đến từ máy bay và máy bay vừa chết bởi vì sao? Và máy bay chết bởi cái nước của Kunkka kìa. Kunkka đập nước chết máy bay và Deathjoy hoàn toàn có thể cân nhau được Kunkka. Vâng, thằng còn một mẩu máu đang đuổi thằng phun máu. Vâng, có một điều gì đó đang éo le ở trong thời điểm này, thật đáng sợ. Nó cầm cò quá nét, cầm cò quá kinh khủng luôn. Bây giờ thì máy bay cùng với lại Deathjoy đang về ngược và ulti bằng lượng chuẩn rồi. Deathjoy chết, Deathjoy sẽ chết. Vâng, BKB và quay lại bắn luôn, hách vào mặt của anh chàng Tablet. Vâng, lại đi trêu nhau à, như vậy là vẫn không chết. Vâng, tình huống lùi về vẫn không chết. Vâng, sử dụng item là rất là chuẩn chỉ đến từ Deathjoy. Đây là về thành công. Đây là Tablet nó đấm một hit bay luôn, và trong khi đó DK đang đi tìm một tình huống invi và lộ sai DK của A rồi. A sẽ bị bắt, A chắc chắn chết và DK bỏ của chạy những người. Vâng, rủ support vào rừng chơi và quyết định là quay ngược trở lại BKB và lên và pha vào người Deathjoy. Deathjoy bật BKB rất khít, một cái thuyền đến từ Kunkka và anh bật BKB thành công rồi và úp xuống Deathjoy để né focus đến từ anh chàng DK. Vâng, Sunking đang phải lùi ra ngoài, máy bay đang xả đàm và bây trong thời điểm bên trong chỉ còn lại một mình DK thì phải. Chỉ còn một mình DK thôi và một tình huống Sunking đứng bên ngoài. Sunking chết luôn, một tình huống bị ăn cái đàm lan đến từ anh chàng máy bay thì đúng hơn, và một tình huống ngoài team rồi. Vâng, không phải mới chỉ là ba người thôi. Vâng, Deathjoy vẫn đang rất đồ báo cáo chuồn và sổ lên. Một tiếng quang ulti đến từ A. Vâng, phốc lên và hack Kunkka lại. Vâng, đáp Kunkka của A đang được chuyển Dilla đến từ cái tuyển. Có gốt đến từ Kunkka để cancel với focus vào đầu của Deathjoy. Vâng, quay ra bắn là A. A không có cửa để chạy, A không có gốt. Và bây giờ ta nói bắn Deathjoy rất rát. Vâng, bắn Deathjoy với vẫn chết luôn. Hack lại rồi, Deathjoy chắc chắn sẽ chết. Deathjoy chắc chắn sẽ nằm. Đừng để cho nó phốc ra ngoài. Vâng, Teo biết đang đứng bắn ai đó. Một cái lồng đến từ thời đàn gọi rất hiểm hóc. Một cái lồng thời đàn khiến Teo không dướn được. Và Deathjoy là người lùi về thành công kìa. Vâng, sống chót trong đường cơ góc, trong khi đó máy bay là người ăn được Bajak. Vâng, bây giờ là bắn Terrorist. Vâng, Terrorist bắn thời đàn. Vâng, bị một cái lồng nữa đập vào. Vâng, máy bay quyết định lấy Bajak. Vâng, lấy xong Bajak và BKB lùi về. Vâng, Aloy Mau có vẻ như đang muốn lấy nhà rồi. Các anh đang không muốn kéo dài trận đấu nữa. Và một cái ulti đến từ A quăng thẳng vào bên trong. Và như vậy là trúng được cả ba người. Vâng, là A một tình huống rất có thể là A đã chết. Và DK invi đi vào, một tình huống ăn Zonchan được gọi cực kỳ nhạy cảm với Aloy Mau. Vâng, vớ vẩn quả này là thua. Vâng, vớ vẩn quả này bị móc lưng với BKB đến từ Deathjoy. Và Deathjoy bắn nhau cùng DK, vâng, lửa máu vâng phốc ra ngoài. Phốc ra ngoài thì anh có chạy đấy không? Vâng, bên đằng sau quá chết chưa. Vâng, một cái sốc đến từ Sunking và Deathjoy sẽ chết thời điểm này. Một con gây đam nguy hiểm nhất đã chết và DK nó sẽ không sợ bất cứ đâu nào nữa. Deathjoy lầm rồi và một pha cướp Zonchan được gọi thân của mẹ Thánh đến từ đội hình của team 2 luôn. Và một cái hồi sinh đã nằm trong tay của Sunking. Vâng, một cái hồi sinh đã nằm trong tay của Sunking. Vâng, bên cạnh đó bên ngoài vẫn đang đuổi nhau rất gắt. Vâng, sẽ nằm xuống trong tay của Thật An. Vâng, máy bay vẫn còn, Tel Aviv thì đang đuổi anh chàng LA đằng sau. LA invi và chạy về và như vậy là mất Zosan. Vâng, trong khi đó thì chết hai người. Chết hai người, quan trọng là chết một con Deathjoy. Vâng, một tình huống mổ vào người DK cũng đang câu giờ máy bay là người xuất hiện cùng với lại LA. Vâng, Sunking chết và Sunking mất đi cái hồi sinh và bây giờ máy bay đang bị nhồi ra và Tel Aviv bắn cực kỳ đau. Vâng, cơ hội thắng đến từ team 2 đang được lật ngược trở lại. Vâng, DK bật được Amnet rồi và không chết trong tình huống xếp cuối cùng. Vâng, cắt ulti thành công đến Sunking và LA là người làm xuống.
Bây giờ sẽ là P nhà, không có bài bách, quả này là sẽ thua. Không có bài bách sẽ làm và sẩy chân đến Alunamau. Và cái nào cũng thấy trận quá là tối ưu đến từ đẹp trời của máy bay thì cái đã được một tình huống Androsan. Nó sẽ thay đổi cục diện trận đấu rất nhanh. Và cơ hội của Carablet để thể hiện khả năng put nhà kinh khủng nhất. Và một con Hezo put nhà gọi là bậc nhất Dota sẽ được thể hiện trong thời điểm này. Và put rất nhanh và bay mega luôn. Một tình huống bị áp ngược trở về, đang bị áp ngược trở về đến từ Alunamau. Và thế công quay trở lại BKB đến từ DK. Deathtroy phải bỏ lại cái nam DK mình và chạy về rồi. Và thuyền vào đến từ cung gà, một bắn thẳng một người bắt Daxia. Daxia thả ulti ra và gom được không? Vâng, Daxia vẫn chưa chết, vẫn còn đủ thời gian để quay tay. Nhưng có lẽ vẫn chết rồi. Vâng, như vậy DK làm sao bị nhồi đam đến từ máy bay. Vâng, máy bay nhồi đam, vâng, sang kinh vào can kìa. Sang kinh vào can thành công. Vâng, sẽ chết rồi. Máy bay, vâng, như vậy là DK sẽ chết. Vâng, trong khi đó thì máy bay đã lùi ra ngoài thành công. Vâng, bên trên Deathtroy bị Terralet đấm chết luôn. Vâng, một tình huống có hai support đứng cạnh, Deathtroy không thể làm gì được. Vâng, một tình huống buyback đến từ DK. Và anh quay trở lại combat và Deathtroy không có buyback. Vâng, Deathtroy không có buyback thời điểm này. Và như vậy đã bổ chết LA rồi. Combat chiến thắng dành cho team 2. Và một cái gì phép đến từ Deathtroy chưa kịp dùng. Và Deathtroy chưa kịp dùng cái gì phép của mình thì đã phải buông chuột. Một cái BKB của DK khiến cho Deathtroy không thể nào combo được. Anh phải lùi về và anh chết. Một tình huống sổ lên bên trên này bị chết. Vâng, thua rồi. Và thuyền thả vào cung ca. Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc trận đấu tại đây. Vâng, phá trụ và hái khế rồi. Alunamau đã thua trong trận chung kết của giải thua lần trước. Vâng, rất đáng tiếc. Một đội hình của team 2 với hai gương mặt đó chính là DK và Teos đã làm lên tên tuổi của hai con coi trong thế hệ mới. Deathtroy rất mạnh. Vâng, rất mạnh. Và có lẽ là gặp DK cùng Teos thì có lẽ cũng rất đáng tiếc. Xanatic đã có đến từ máy bay. Bây giờ có vẻ như tất cả đều là vô nghĩa rồi. Một cái mega crab. Vâng, Teos vẫn đang đứng giữa. Và như vậy là máy bay vừa bắn chết được hai người kìa. Máy bay bắn chết được hai người. Vâng, liệu có đẹp được hay không? Vâng, Kunka đang muốn lấy. Vâng, Kunka đang muốn lấy lốt cái nhà. Nhưng mà có lẽ là team 2 đã chết gần hết rồi. Teos muốn bán máu để lấy khế. Vâng, bán máu để lấy khế đến từ Teos và thành công. Một tình huống một sổ tận trong nhà đối phương và giữa đội hình năm con cây rồi đối phương.